Kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị đã lựa chọn kênh YouTube Sức khỏe và đời sống để cập nhật tin tức mỗi ngày. Thành phố Hồ Chí Minh đã qua thời điểm đỉnh dịch, phương pháp phòng chống dịch luôn được đề cao. Các hàng quán ăn uống tại chỗ, chợ, siêu thị tại Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã được hoạt động trở lại. Tuy nhiên, đối với chợ, siêu thị tại thành phố sẽ được hoạt động nếu đủ các điều kiện nào và nơi nào được mở lại chợ, siêu thị. Mời quý vị các bạn cùng theo dõi. Chợ, siêu thị tại Thành phố Hồ Chí Minh được hoạt động với điều kiện nào? Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành quyết định số 3900 về quy định tạm thời các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Trong đó, Thành phố Hồ Chí Minh ban hành quy định tạm thời các biện pháp áp dụng theo từng cấp độ dịch trên phạm vi phường, xã, thị trấn đối với các hoạt động tại chợ và siêu thị. Theo đó, các phường, xã, thị trấn cấp độ 1, 2 và 3, các siêu thị, trung tâm thương mại, siêu thị mini, cửa hàng tiện lợi, cửa hàng bán lẻ lương thực thực phẩm, chợ truyền thống, chợ đầu mối được phép hoạt động có điều kiện. Cụ thể, các siêu thị, trung tâm thương mại, siêu thị mini, cửa hàng tiện lợi, cửa hàng bán lẻ lương thực thực phẩm, chợ truyền thống, chợ đầu mối hoạt động có điều kiện, đảm bảo theo các bộ tiêu chí đánh giá hoạt động an toàn trong phòng chống dịch COVID-19 tại siêu thị, trung tâm thương mại, siêu thị mini, cửa hàng tiện lợi, cửa hàng bán lẻ lương thực thực phẩm, chợ truyền thống, chợ đầu mối trên địa bàn thành phố và có văn bản quy định, hướng dẫn của trung ương cơ quan chuyên môn. Tại các phường xã thị trấn cấp độ 4, các siêu thị, trung tâm thương mại, siêu thị mini, cửa hàng tiện lợi, cửa hàng bán lẻ lương thực thực phẩm, chợ truyền thống, chợ đầu mối phải hoạt động hạn chế. Cụ thể, các siêu thị, trung tâm thương mại, siêu thị mini, cửa hàng tiện lợi, cửa hàng bán lẻ lương thực thực phẩm hoạt động tối đa 50% công suất tại cùng một thời điểm. Chợ truyền thống phải hạn chế số người hoạt động cùng một thời điểm, chỉ cho phép hoạt động đối với các ngành hàng kinh doanh lương thực thực phẩm trong chợ, giảm công suất phục vụ của chợ, tăng cường hình thức bán hàng trực tuyến, thực hiện biện pháp giảm số lượng tiểu thương, người phụ việc, khách mua sắm tại chợ trong cùng một thời điểm phù hợp với tình hình thực tế. Chợ đầu mối hoạt động hạn chế số lượng người hoạt động cùng một thời điểm, tăng cường thực hiện giao dịch, bán hàng trực tuyến, hạn chế số lượng thương nhân và khách đến giao dịch trực tiếp tại chợ. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu thực hiện biện pháp giảm số lượng người phụ việc, người bốc dỡ hàng hóa cùng một thời điểm phù hợp với tình hình thực tế. Hoạt động cụ thể thực hiện theo hướng dẫn của Sở Công Thương. Trong khi đó, hoạt động bán hàng rong, vé số dạo được phép hoạt động ở các phường xã thị trấn cấp độ 1, hoạt động hạn chế ở khu vực cấp độ 2, phải được tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh COVID-19. Tại các phường xã thị trấn cấp độ 3, cấp độ 4, không được bán hàng rong, bán vé số dạo. Trước đó, Thành phố Hồ Chí Minh cho phép nhiều dịch vụ hoạt động theo cấp độ dịch. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi ký ban hành quy định tạm thời các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn, có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế một số quy định trước đây. Theo đó, các hoạt động kinh tế xã hội tuân thủ bộ tiêu chí đánh giá an toàn phòng chống dịch và việc áp dụng các biện pháp hoạt động căn cứ trên cơ sở đánh giá diễn biến dịch bệnh. Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị phát huy tính chủ động của người dân, doanh nghiệp và các cơ quan chức năng trong công tác phòng chống dịch và phục hồi phát triển kinh tế xã hội. Người tham gia các hoạt động phải tiêm ít nhất một liều vaccine sau 14 ngày hoặc đã khỏi bệnh COVID-19. Người thuộc diện phải tiêm vaccine nhưng không thể tiêm do chống chỉ định thì phải có giấy xác nhận của cơ quan y tế về chống chỉ định. Đối với trẻ em chưa đến tuổi tiêm vaccine, được tham gia các hoạt động khi đi kèm với người lớn đã tiêm vaccine. Người dân sử dụng ứng dụng PC COVID của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 khi tham gia các hoạt động. Sự linh hoạt của Thành phố Hồ Chí Minh được thể hiện trong việc cho phép các hoạt động theo từng cấp độ dịch, theo quy mô công suất tương ứng với từng mức độ. Dù vậy, quy định này vẫn mang tính chất là bộ khung bởi nhiều hoạt động vẫn phải chờ hướng dẫn của các sở ngành liên quan. Có thể kể đến như xe ôm công nghệ chở khách hoạt động theo hướng dẫn của Sở Giao thông Vận tải, các doanh nghiệp bị giới hạn không quá 50% số xe hoạt động ở địa bàn cấp độ 2. Xe ôm truyền thống chỉ được hoạt động trên địa bàn cấp độ 1, riêng với xe máy chở hàng ứng dụng công nghệ chỉ hoạt động trong khu vực Thành phố Hồ Chí Minh theo diễn biến của dịch bệnh.
Sở Công Thương phối hợp với Sở Giao thông Vận tải thống nhất số lượng phương tiện cùng từng doanh nghiệp tham gia lưu thông trong cùng thời điểm. Hoạt động giáo dục đào tạo thông qua tổ chức dạy học trực tiếp được triển khai ở địa bàn cấp độ 1 nhưng phải đảm bảo phòng chống dịch COVID-19, theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Y tế. Đối với địa bàn cấp độ 2 thì tuân thủ theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục Đào tạo về thời gian, số lượng học sinh, ngừng một số hoạt động, đồng thời kết hợp với dạy học trực tuyến và qua truyền hình. Hoạt động giáo dục đào tạo cụ thể sẽ thực hiện theo hướng dẫn của Ủy ban Nhân dân TP.HCM và Sở Giáo dục Đào tạo. Đối với các hoạt động trong nhà như hội họp, tập huấn, hội thảo, lễ hội, sự kiện văn hóa, thể thao, đám cưới, đám tang cũng phải đảm bảo tiêu chí, bố trí khoảng cách giữa người với người cách nhau hơn 1 mét, công suất không được phép tối đa với địa bàn cấp độ 1, không quá 50% sức chứa đối với địa bàn cấp độ 2 và không quá 25% sức chứa đối với cấp độ 3. Đối với kinh doanh ăn uống phục vụ tại chỗ, các cơ sở được hoạt động ở tất cả cấp độ theo hướng dẫn cụ thể của Ủy ban Nhân dân TP.HCM và Sở Công Thương, Ban Quản lý An toàn Thực phẩm. Trong quy định tạm thời của Ủy ban Nhân dân TP.HCM cũng không quy định các cơ sở không được bán, phục vụ bia rượu. Một điểm mới khác là TP.HCM cho phép cơ sở kinh doanh các dịch vụ như massage, spa, làm đẹp được hoạt động ở cả 3 cấp độ dịch thấp nhất. Đồng thời khống chế số lượng khách cùng lúc tối đa 50% công suất ở địa bàn cấp độ 2. Đối với địa bàn cấp độ 3, hoạt động không quá 25% công suất. Cơ sở ba vũ trường, câu lạc bộ khiêu vũ, karaoke hoạt động tương tự ở 2 cấp độ dịch, với cấp độ 3 thì dừng hoạt động. Tương tự, thư viện, rạp chiếu phim, địa điểm biểu diễn văn hóa nghệ thuật, trò chơi điện tử cũng bị khống chế số lượng ở địa bàn cấp độ 2 và cấp độ 3. Riêng hoạt động bán hàng rong, vé số dạo không được hoạt động ở địa bàn cấp độ 3 và cấp độ 4. Các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự hoạt động theo bộ tiêu chí, không vượt công suất tối đa và đảm bảo giữ khoảng cách giữa hai người theo từng cấp độ dịch. Ban Tôn giáo TP.HCM sẽ có hướng dẫn cụ thể. Thưa quý vị và các bạn, dịch bệnh hiện tại TP.HCM cũng đã được khống chế, cuộc sống của người dân dần trở lại hoạt động bình thường. Nhưng không vì thế mà chúng ta chủ quan trong việc phòng chống dịch bệnh. Quý vị và các bạn hãy thực hiện đúng theo yêu cầu trong việc phòng chống dịch bệnh để đảm bảo sự an toàn cho bản thân và cho những người xung quanh. Chúc quý vị một ngày làm việc hiệu quả. Còn bây giờ, xin chào và gặp lại!